Thôi thì má chỉ có hai anh em mình là con. Thì theo di nguyện của má, của cải má để lại, thì anh em mình chia đều với nhau. Má có căn nhà, từ đường với lại ba miếng đất. Anh thì con trai lớn. Dạ. Coi như thì anh phải chịu tang chế, coi như là dỗ quải đồ, thì anh hưởng cái nhà. Còn lại ba miếng đất thì chú hưởng hai miếng, Dạ. anh một miếng, tại vì anh có ngôi nhà từ đường rồi. Dạ. Thì em thấy làm sao? Em thấy sao cũng được hết anh hai à. Anh em mình mà. Ừ, thôi quyết định vậy đi nha Dạ. Khoan. Anh em. Ủa chị ba. Ai. Má mất thì đáng lý ra tài sản của má phải chia đều cho mấy người con chứ. Sao hai người tính như là tôi chết rồi vậy? Ủa, chị ba nói gì vậy? Chị cũng có phần đó hả? Sao không có? Ủa bây giờ má mất, má không để lại di chúc, thì tài sản cứ chia đều cho mấy người con của má thôi. Ủa chị ba, chị quên rồi hả? Ngày xưa nhà mình nghèo, cho nên má đem chị nên cho người ta làm con nuôi. Giấy tờ cũng đã ký hết trơn rồi. Và cái nhà bên kia người ta cũng đã chấp nhận cái giấy tờ hợp pháp. Chị là con nuôi rồi, giờ quay về đây đòi đâu được chị? Ừ thì chị là con nuôi nhà bên kia, nhưng mà bên này chị vẫn là con ruột, thì chị vẫn có quyền được thừa hưởng di sản của má ruột chị ở bên này. Đâu ra? Pháp luật chứ đâu ra. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Theo quan điểm pháp lý của tôi thì thông qua tiểu phẩm vừa rồi có những vấn đề pháp lý như sau mà cần phải lưu ý. Thứ nhất là theo quy định của luật con nuôi hiện nay thì khi mà đã cho con mình làm con nuôi của người khác rồi thì từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận nuôi con nuôi thì quyền của cha mẹ ruột sẽ chấm dứt. Tuy nhiên hiện nay không có bất cứ quy định nào quy định rằng người đã cho con mình làm con nuôi của người khác thì đứa bé đó không được hưởng quyền thừa kế, không được hưởng di sản thừa kế từ cha mẹ ruột của mình. Vì vậy cho nên là người con nuôi trong tiểu phẩm đó vẫn được hưởng di sản thừa kế từ cha mẹ ruột của mình lẫn cha mẹ nuôi của mình, nghĩa là được hưởng di sản thừa kế ở cả hai bên. Hiện nay, theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 và cụ thể được quy định tại Điều 643 thì có những trường hợp mà người để lại di chúc không chỉ định người được hưởng di sản thừa kế, hoặc là có chỉ định và không chỉ định những người mà mình mong muốn, thì trong những trường hợp như vậy, những người không được hưởng di sản thừa kế từ di chúc sẽ được gọi là bị truất quyền hưởng di sản thừa kế. Và trường hợp thứ hai đó là trường hợp dù có di chúc hay không thì những người đó vẫn bị tước cái quyền được hưởng di sản thừa kế nếu như mà họ vi phạm vào những điều mà pháp luật đã quy định. Ví dụ như là những người đó đã vi phạm vào những tội cố ý gây xâm hại về tính mạng, về sức khỏe của người để lại di sản thì họ sẽ bị tước cái quyền hưởng di sản thừa kế. Vì vậy trong trường hợp bị truất hoặc là bị tước thì những người đó sẽ không được hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên cần phải lưu ý một điều rằng theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015 có những trường hợp những người sẽ được hưởng di sản thừa kế nhưng không phụ thuộc vào di chúc. Ví dụ như những trường hợp con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không còn khả năng lao động, thì trong những trường hợp như vậy dù có di chúc hay không thì họ vẫn được hưởng ít nhất một phần là bằng 2/3 của một suất theo quy định của pháp luật. Nếu như những phụ huynh nào đang có ý định là sẽ cho con mình làm con nuôi của người khác nhưng vẫn muốn đảm bảo được quyền lợi được hưởng di sản thừa kế của mình đối với đứa con đó của mình, thì mình có thể định đoạt ngay từ lúc mà mình còn đủ sức khỏe, đủ sự minh mẫn, còn đầy đủ năng lực hành vi dân sự bằng cách là mình sẽ để lại di chúc, và trong di chúc mình sẽ đề cập cụ thể về cái phần tài sản mà con mình sẽ được hưởng khi mà mình mất đi, và đề cập cụ thể về thông tin của đứa con đó trong di chúc thì sẽ rõ ràng hơn. Còn trên thực tế nếu như mà chúng ta không có bất kỳ những cái động thái gì thì giống như tình huống pháp lý vừa rồi, thì đứa con đã được cho làm con nuôi thì vẫn được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ ruột, nhưng để đảm bảo được hơn về mặt pháp lý và ràng buộc nhiều hơn thì cha mẹ có thể để lại di chúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.